ăn gì bổ thận. Trong cơ thể, quả thận đóng vai trò như bộ máy lọc máu tự nhiên, lọc các chất thải ra ngoài nước tiểu và tái hấp thu các dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, việc bảo vệ chức năng hoạt động của thận là vô cùng quan trọng. Vậy có thể làm mạnh cho quả thận bằng các loại thực phẩm không? Những người suy thận nên ăn gì để cải thiện chức năng thận? Hãy cùng Bệnh viện Vinmec giải đáp những thắc mắc này nhé! Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để nâng cao chức năng của thận cũng như sức khỏe cho gia đình, bà nội trợ có thể xen kẽ đưa các thực phẩm dưới đây vào bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm đầu tiên trong danh sách này là súp lơ. Súp lơ là một loại rau có nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Vitamin C có nhiều trong súp lơ có tác dụng giảm viêm, tăng khả năng miễn dịch. Vitamin K chống loãng xương, chất xơ tốt cho hệ tuần hoàn và tim mạch. Một số hợp chất có trong súp lơ đóng vai trò hỗ trợ gan giúp cơ thể giải độc. Thứ hai là ớt chuông đỏ. Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin B6 giúp tăng khả năng miễn dịch, chống oxy hóa và duy trì các chức năng gan. Acid folic đặc biệt cần thiết ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh để phục vụ các quá trình tạo mới tế bào, giúp các tế bào tăng trưởng và phát triển. Thứ ba, táo tây rất tốt cho cơ thể. Trong táo có chứa một loại chất xơ quan trọng gọi là fectin. Fectin giúp giảm một số nguy cơ gây tổn thương thận, chẳng hạn như viêm nhiễm tại thận, lượng đường trong máu quá cao. Ngoài ra, ăn táo giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, phòng chống nguy cơ mắc bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư. Thứ tư là cá. Cá là nguồn bổ sung protein tốt tuyệt vời, đồng thời chứa chất béo kháng viêm omega 3. Chất béo kháng viêm omega 3 giúp phòng ngừa bệnh ung thư và bệnh tim. Một số loại cá như cá vược, cá hồi, cá thu có lượng omega 3 dồi dào, đồng thời cho hàm lượng phốt pho tương đối thấp, rất tốt cho thận. Ngoài các loại thực phẩm bổ dưỡng trên, các bạn cũng nên bổ sung thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình một số loại rau củ quả và thức ăn khác như củ cải, giá đỗ, bắp cải, rau tây, việt quất, tỏi, hành tây, dầu ô liu và lòng trắng trứng. Đây là những nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng như vitamin C, B6, mangan, tốt cho tim mạch, phòng ngừa ung thư và có hàm lượng kali, natri và phốt pho thấp, giảm áp lực lên quả thận của bạn. Vậy nếu bạn đang có bệnh thận thì chế độ dinh dưỡng nào là phù hợp nhất? Điều quan trọng trong chế độ ăn cho người bị suy thận là giảm lượng chất thải trong máu. Vì khi thận kém, các chức năng lọc chất thải sẽ bị suy yếu. Sau đây là một số thực phẩm mà người suy thận cần hạn chế. 1. Hạn chế ăn các thực phẩm có hàm lượng muối cao như nước tương, muối biển, thức ăn nhanh và thực phẩm đóng gói. Do thành phần chính của muối ăn là natri, thận bị tổn thương không thể lọc ra natri dư thừa. Việc tích tụ natri trong cơ thể có thể gây ra huyết áp cao, khó thở. 2. Hạn chế ăn các thực phẩm từ chuối, bơ, sữa, khoai tây và các sản phẩm từ sữa. Bạn cần hạn chế tiêu thụ những thức ăn này vì chúng chứa nhiều kali. Đây là chất dinh dưỡng giúp cơ bắp và dây thần kinh hoạt động ổn định. Nhưng những người bị bệnh thận cần phải tránh làm tăng mức độ kali trong máu. Bởi khi thận không lọc được kali dư, nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tim mạch. 3. Hạn chế các thực phẩm như khoai tây hoặc hoa quả sấy khô bởi trong này có chứa hàm lượng phốt pho cao. Khi thận yếu, không thể loại bỏ phốt pho dư thừa. Điều này có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 4. Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đạm như thịt các loại gia súc gia cầm như gà, vịt, lợn, bò. Do các loại thịt này chứa nhiều protein. Chất thải từ quá trình trao đổi chất protein không thể phân giải khi thận bị tổn thương nên bạn cần hạn chế nạp chất này. Trên đây là một số lời khuyên của chúng tôi về các loại thực phẩm mà bạn nên sử dụng và hạn chế trong bữa ăn hàng ngày để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của thận. Tất nhiên, để có một chế độ ăn hoàn toàn phù hợp và lành mạnh, bạn nên đến bác sĩ có chuyên môn để tư vấn. Chúc các bạn và gia đình có được cho mình một chế độ dinh dưỡng phù hợp và lành mạnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.